Alo, chị làm ơn chuyển máy lên phòng đoàn làm phim giùm tôi. Phòng của cô Nhật Vi á. Ừ, cảm ơn chị. Chắc là đoàn gọi đi ăn á, anh nghe giùm em nha. Alo. Anh Minh Kiên, sao anh ở phòng Nhật Vi? Ai gọi vậy anh? Sao anh mà nói chuyện nhanh quá vậy? Chết! Vậy là Nguyệt Vi hiểu lầm anh rồi đó. Anh gọi lại giải thích cho Nguyệt Vi đi. Anh gọi lại đi mà. Anh nói gì vậy? Anh và Nguyệt Vi đã chia tay nhau rồi. Tại sao anh Minh Kiên lại có thể ở trên phòng của Nhật Vi chứ? Em biết là anh cũng cảm thấy khó chịu với chuyện này lắm đúng không? Thực ra em với Minh Kiên đã chia tay với nhau rồi. Bởi vì tình cảm giữa Nhật Vi và Minh Kiên sâu nặng quá. Em và Minh Kiên dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào vượt qua được. Nhật Vi và anh Minh Kiên, họ đã lớn lên từ nhỏ bên nhau. Cho nên chắc chắn cô ấy cũng đã nói với anh là em đã cướp Minh Kiên của cô ấy. Nhưng thực sự người bị tổn thương là em mới đúng. Sao anh không nói gì hết vậy? Tôi thấy không cần phải nói gì hết. Nếu như Nhật Vi và Minh Kiên đã có chuyện gì xảy ra với nhau, chắc là anh cũng không thấy dễ chịu lắm đúng không? Tôi cũng muốn nói thêm gì về chuyện này. Cô cũng biết mà, tình yêu không thể miễn cưỡng được đâu. Vậy là cuối cùng giữa em và anh cũng đã tìm được điểm chung của tụi mình rồi. Tình yêu mà miễn cưỡng, dù chỉ xuất phát từ một người, cũng không thể nào mang lại hạnh phúc. Cuối cùng em cũng tìm được tia hy vọng nho nhỏ để em theo đuổi mục tiêu sau cùng của mình rồi. Cô nói xong chưa? Chúng ta về thôi. Dì cũng biết rồi chứ. Gần đây dì đi coi nhà khắp nơi. Chắc là dì muốn lo đám cưới gấp á. Chắc là dì vẫn chưa biết chuyện. Gần đây anh hay uống rượu, nhưng mẹ anh lại nghĩ tại mẹ anh không tốt với Nguyệt nên chuyện của tụi anh mới tệ như vậy. Sao hai người có thể đối xử với dì như vậy chứ? Sao lại không cho dì biết sự thật? Anh xin lỗi Nhật Vi à, đáng lẽ anh phải để cho em thấy anh sống trong hạnh phúc, nhưng cuối cùng anh lại trở thành như vậy. Giờ anh mới biết anh có lỗi với em hay sao? Vì vậy là sao? Anh đã làm em tổn thương biết bao nhiêu. Em phải ngậm ngùi để quên anh. Để rồi cuối cùng em nhìn anh với bộ dạng như vậy sao? Em phải chịu đựng biết bao nhiêu là thứ. Cuối cùng để anh bị bỏ rơi như một tên ngốc vậy sao? Anh xin lỗi. Thật ra Nguyệt Vi muốn gì? Tại sao Nguyệt Vi lại có thể thay đổi tình cảm với anh được chứ? Có lẽ cô ấy đã tìm được một người tốt hơn anh, và có thể mang lại cho cô ấy một tương lai tốt hơn. Không thể nào chấp nhận như vậy được. Yêu nhau mà có thể đối xử với nhau như vậy sao? Người đó là ai? Anh có biết người đó không? Biết rồi, có thể đổi thành gì đâu. Anh phải nói với người đó, Nguyệt Vi là của anh.
Đó, tao không có được làm như vậy. Nguyệt Vi lại còn đã từng có con với anh mà. Anh bên kia, anh làm sao vậy? Vi, Nhìn bơ vờ quá à. Hôm qua lại thức khuya nữa phải không? anh không sao đâu. Được làm cho em á là anh vui lắm rồi. Nhưng mà em nhìn anh thấy càng ngày càng lạ đó. Thưa quý vị khán giả, trong tiết mục cuối cùng của chương trình Nhìn Ra Cuộc Sống ngày hôm nay, chúng ta đang đến với một cặp vợ chồng rất là đặc biệt. Cả hai vợ chồng đều không biết chữ, nhưng mà họ thuộc rất nhiều bài thơ hay. Đặc biệt, họ thuộc lòng truyện Kiều và hàng trăm bài thơ tiền chiến nữa. Và lúc này họ đang làm việc, nhưng mà họ vẫn sẵn sàng đọc thơ theo yêu cầu của chúng ta. Anh Linh Kiên, anh có mệt không? Anh không sao, em cứ dựng tiếp đi. Và bây giờ chúng ta hãy thử tài hai vợ chồng người nông dân đặc biệt này nha. Thưa chú, xin mời chú đọc một số bài thơ của Xuân Diệu ạ. Bây giờ tôi xin đọc bài thơ Quyền Diệu của thi sĩ Xuân Diệu. Dạ. Này lắng nghe em khúc nhạc thơm, say người như rượu tối tân hôn, như hương thấm tận qua xương tủy, âm điệu thần tiên thấm tận hồn. Hãy tự buông cho khúc nhạc người, dẫn vào thế giới của du dương, ngừng hơi thở lại xem trong ấy hiển hiện hoa và phản phất hương. Hãy nghe lẫn lộn ghé bên tai, giọng suối lời chim tiếng khúc người, hãy uống thơm tan trong. Anh chàng ủ rũ này có phải là anh Minh Kiên mà em quen biết không đó? Nè, bị bắt quả tang rồi. Đúng là chuyện của em á, phải biết anh lúc nào vui, lúc nào buồn, đúng không? Thôi, đang nói chuyện tiếp. Anh đang ngắm. Anh Minh Kiên, anh cố gắng lên nha. Anh biết rồi. Ê ông, ông vô đây ông coi nhỏ Nguyệt Vi nè. Nè ông, nhanh. Nguyệt Vi dẫn chương trình mới hả? Nguyệt Vi mà ông thấy người sang bắt hoàng làm họ đó. Ui da. Vô coi lẹ lên. Ai ơi, sao bà không tin mấy người đó là bạn tôi vậy? Ông á mà có bạn vậy mà ông chịu lấy tôi hả? Trời, ai biết cuộc đời nó xui rủi gì đâu. Về đây thăm bà con, tự nhiên dính bà luôn. Giờ này mà ở trên Sài Gòn, nhiều khi là tôi làm trong hãng phim hoặc ở đài truyền hình. Thằng Tý con Mén á, bà có chở nó về ngoại không? Mệt quá, ông đừng có đánh trống lảng. Vậy bữa nào ông có khách sang trọng vậy ông dẫn về đây cho tôi coi thử đi. Nhà cửa vậy sao dám dẫn bạn bè về? Trời ơi buồn quá.
Trời ơi, một cái thời oanh liệt của tôi. Ôi ơi. Ông mà oanh liệt cái nỗi gì? Ông ít liệt thì có chứ oanh gì? Tâm hình này sẽ đẻ ra tiền. Song song với việc sản xuất những chương trình truyền hình, nay tôi muốn đẩy mạnh việc sản xuất những bộ phim truyền hình. Trước giờ thì chúng ta chỉ làm mỗi năm ít nhất một vài bộ phim. Thì nay tôi muốn là mỗi năm chúng ta phải làm khoảng trên 10 bộ phim truyền hình. Tôi đã làm việc với một số kênh truyền hình khác, họ rất ủng hộ, cũng như là sẵn sàng hợp tác với chúng ta và mua lại phim của chúng ta để phát sóng. Vì vậy, trong cuộc họp ngày hôm nay, tôi đề nghị mọi người tập trung thảo luận về vấn đề này. Đẩy mạnh việc làm phim truyền hình là một hướng đi đúng đắn. Một công ty truyền thông uy tín thì phải phát triển tới hai loại hình, chứ không chỉ làm chương trình truyền hình không thôi. Tôi nghĩ chắc hẳn sẽ không phải 100% số người ngồi ở đây sẽ ủng hộ kế hoạch này. Tôi muốn phó giám đốc đưa ra lý lẽ của mình trước, rồi sau đó chúng ta sẽ thăm dò việc có ủng hộ hay không. Tôi cho rằng chúng ta không nên quá ôm đồm. Trong thời đại bây giờ, càng đa ngành nghề thì càng dễ bị thất bại. Vì vậy, ta cần phải thận trọng hơn với cái chuyện sản xuất phim truyền hình. Phó giám đốc hãy coi lại đi. Những bộ phim truyền hình là sản phẩm cùng nhau, chứ không có gì xa lạ để gọi là chúng ta đa ngành nghề. Đúng vậy, cũng chỉ là sản phẩm cùng nhóm thôi. Nhưng nhân sự chúng ta đang rất thiếu. Chúng ta không có biên kịch giỏi, không có đạo diễn giỏi. Mọi thứ đều bắt đầu từ con số 1 mới có số 9, số 10. Thậm chí là phải bắt đầu từ con số 0 mới có số 10. Dù sao thì tôi vẫn bảo lưu quan điểm là không nên đầu tư mở rộng vào lĩnh vực phim truyền hình, mà nên tập trung vào các chương trình đã sẵn có để làm cho thật tốt. Làm việc gì cũng cần phải tập trung, nhất là trong những dự án mới. Nếu phó giám đốc muốn bỏ phiếu để trưng cầu ý kiến của hội đồng quản trị thì tôi xin chấp nhận. Không cần đâu. Nếu việc có lợi cho công ty thì giám đốc cứ quyết định luôn. Tôi cũng đứng trên quan điểm vì lợi ích của công ty mà. Học Thắm đi đâu vậy? Anh làm gì vậy? Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi, sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Tôi với anh chỉ là bạn bè thôi mà. Em không bỏ đi thì làm sao anh chạy theo em được chứ? Sao em bỏ đi một hơi vậy? Trời ơi, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần anh mới hiểu đây. Em với anh á chỉ mới gặp nhau có vài lần à, mà anh nói em là người yêu của anh. Em sẽ nói một lần cuối cùng để cho anh biết nha, em với anh chỉ là bạn bè bình thường thôi đó. Bạn bè hả? Sao tới giờ này em vẫn chưa chịu thừa nhận chứ? Bạn bè mà làm những cái chuyện mà hôn nhau chứ. Anh khùng hả? Sao anh la dữ vậy? Em đã nói với anh rồi, em với anh chỉ có lần, em chỉ lỡ làm lần đó thôi mà. Lỡ sao được mà lỡ? Lỡ làm một lần thôi, những lần tới hai lần. Anh nhớ lúc đó anh hôn em thích lắm mà. Trời ơi anh. Bây giờ anh nói đi, cuối cùng thì anh muốn cái gì? Anh không muốn gì hết á, chỉ vì anh là một người đàn ông có trách nhiệm, anh muốn chịu trách nhiệm những gì anh đã làm. Dạ, thưa với anh, em không có cần anh gánh trách nhiệm. Em chỉ muốn anh nhớ một điều, giữa chúng ta không có chuyện gì hết, chỉ là tình bạn bè bình thường thôi. Được, nếu em muốn như vậy á thì coi như chúng ta không có quan hệ gì hết. Dạ, cảm Nhưng ơn anh. Thì vẫn hôn, đám cưới vẫn tiến hành theo kế hoạch. Tóm lại anh đã quyết định rồi. Trời ơi, sao anh cứ nói đi nói lại hoài vậy? Em đã nói với anh là không có chuyện gì rồi mà. Thôi được rồi, bây giờ em xin lỗi anh. Từ giờ về sau sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu có, em thề em sẽ lấy họ khác liền. Được chưa?
Sao em lại tới đây? Quay ngoại cảnh xong rồi hả? Sao không tới công ty luôn? Em chỉ muốn tới gặp anh thôi à. Mọi việc trong đầu em bây giờ nó rối tung lên hết rồi. Em chỉ nghĩ được tới việc là em muốn gặp anh thôi. Ai mà có thể làm cho em rối loạn chứ? Dạ, chào chú, chụp hình hả chú? À, tôi cưới dâu. À, vậy là vợ có chụp hình đám cưới phải không? À không, tôi muốn nhờ chú đến đám cưới của con dâu tôi á để tấu hài. Hả? Tấu hài hả? Thực sự em cũng không biết phải làm sao nữa. Vậy anh Minh Kiên, anh à, em nghĩ là mình phải giúp họ làm lành với nhau đi. Tối hôm qua anh uống rượu cả đêm rồi. Nếu mà dì biết được chuyện này, chắc là dì sẽ lo lắng lắm. Anh không muốn lúc nào thấy em cũng vì chuyện của Minh Kiên mà thấp thỏm không yên. Anh không muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhưng được rồi, nếu lại muốn như vậy, anh sẽ sắp xếp cho họ cơ hội hẹn gặp cuối cùng. Nhưng em cũng đừng vì anh Minh Kiên của em mà không dứt khoát trong tình cảm của chúng ta. Sao có thể rút Nguyệt Vy đi được? Trong chương trình thử nghiệm, cô ấy là nữ MC quan trọng nhất. Sao có thể vắng mặt một tuần được? Anh Nguyễn Đăng sẽ có ý kiến đó. Ngoài lý do vì Nguyệt Vy phải phụ trách chương trình không thể đi, còn lý do nào khác không? Chỉ một lý do thôi cũng là quá đủ rồi. Như vậy nha. Vậy thì tuần này chúng ta sẽ làm gối đầu một hai chương trình trước, để tuần sau Nguyệt Vy không phải dứng bận chương trình nữa. Như vậy chỉ vì Nguyệt Vy mà mọi người đều phải bị động, thay đổi kế hoạch làm việc à? Tôi biết là khó, nhưng mà anh nghĩ cách giúp tôi đi, ha? Sao phiền phức quá, không biết nữa. Vì giỏi lắm. Chính vì đã khiến tôi phải đi Long Hải lần này, chứ không ai khác. Kể ra cũng cao tay quá ha. Ngày xưa làm gì chết đi sống lại vì mất anh Minh Kiên. Bây giờ lợi dụng giám đốc Thiên Ân bắt tôi phải đi công tác với anh Minh Kiên hả? Nguyệt Vy, Vy đừng có rời bỏ anh Minh Kiên. Tôi chan xin Vy luôn á. Anh Minh Kiên đã dành hết mọi tình cảm cho Vy. Nếu Vy chia tay với anh Minh Kiên, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu. Thương quá hả? Nếu thương thì quay lại nhà anh đi. Còn tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với anh ta hết. Em nghĩ là bây giờ em không thể đi Long Hải được đâu. Anh chọn người khác thay thế giúp em đi. Tôi biết là cô không muốn đi Long Hải để làm chương trình lần này, nhưng tôi vẫn cương quyết giữ quyết định này, bởi vì tôi thật sự quý mến cô và anh Minh Kiên. Đương nhiên là chuyện công chuyện tư phải rõ ràng, nhưng tôi hy vọng đây là cơ hội để hai người có thể một lần nữa nhìn lại tình cảm của mình. Đó là chút lòng thành của tôi, mong cô đừng từ chối. Vậy còn tình cảm của em thì sao? Trước khi gặp anh, em vẫn rất thương anh Minh Kiên. Nhưng mà không phải vậy. Nhưng em biết tới thời điểm bây giờ, anh mới là người thật sự em chờ đợi bấy lâu nay. Vậy sao? Cô Nguyệt Vy à, cô làm tôi bất ngờ quá. Anh kêu em đi, em sẽ không cãi lời anh nữa. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết là em đi không phải là để hàn gắn với anh Minh Kiên đâu. Miễn cô chấp nhận là được rồi. Còn chuyện này sau đó ra sao thì tôi đâu có liên quan. Cảm ơn anh đã lo cho em, dù cái lo đó bất công và hơi vô lý nữa.
của Nguyệt Vi này là con át chủ bài của TMV rồi. Những thành công của cô bây giờ không phải qua trường lớp hay là bẩm sinh mà có đâu. Tôi biết là cô ấy cố gắng lắm mới được như vậy đó. Tôi nghĩ là Mai Hân có nguy cơ bị xóa ngôi rồi. Cô trẻ tuổi hơn Mai Hân mà, dĩ nhiên là phải thay thế Mai Hân thôi. Ráng quay nhiều nhiều cảnh biển về làm tư liệu nha. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là trong lúc này mà công ty lại nhiệt tình cho chúng ta đi quay ngoại cảnh mà lại ở tận nơi này. Thôi, cố gắng nha. Dạ, dạ. Các bạn ơi, Nguyệt Vi đang đứng trước một vùng biển rất đẹp của Đông Nam Bộ. Đó là biển Long Hải. À, vậy là bên kia đang đứng trước Nguyệt Vi, cầm cái máy quay, quay lại những cảnh này cho mình coi đó ha con. Dạ, hôm nào con dẫn ba tới công ty để ba tham quan từng bước. Để làm nên một chương trình như thế này là ba biết liền à. Con đưa ba đi thiệt hả? Ừ, dì cũng đi chung với mình nữa, phải không dì? Dì chỉ nhớ tới con trai của dì thôi. Dì không cần cái gì hết. Thì có gì đâu. Bà cứ mua thêm cái tivi lớn hơn chút nữa, bà sẽ thấy Minh Kiên đứng trước Việt Vi rồi, đúng không? Vậy mà ông cười được nữa hả? Nhưng mà có người đang hí hửng đưa người yêu đi tham quan ở Long Hải đó. Ủa, chứ Minh Kiên chưa điện thoại về nhà sao? Tôi không biết, ông gọi cho nó đi. Bà. Mai tập trung sớm nha. Dạ, dạ, dạ. Cô cho lấy chìa khóa. Dạ. Chìa khóa của chị. Cảm ơn. Đây anh. Cảm ơn. Hôm ra chạy theo kế hoạch. Mệt quá, hôm nay nhờ trời mưa cứu mình, đỡ ghê. Nguyệt Vi. Dạ. Hôm nay trời mưa, chúng ta được nghỉ, đi lanh quanh uống gì đó chút đi. Cô thấy sao? Trời ơi, thôi, tha cho em đi. Em mệt quá à. Lãng mạn tí vậy mà. Cô cũng mệt rồi, để cô vô phòng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh. Thôi mọi người đi chơi vui ha. Cậu đó nha. Dạo này tôi thấy cậu chăm sóc Nguyệt Vi hơi nhiều đó nha. Thì cũng cố gắng thôi anh. Giờ sao? Hôm nay được về sớm đó. Thôi vô tắm rửa đi rồi anh em mình kiếm gì đó lai rai. Dạ, để em chút xíu. Nhớ nha. Nguyệt Vi. Rồi. Vô. 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 Uống đi Minh Kiên. Còn chơi với anh như vậy làm vui lắm rồi. Em không uống được. Nhìn cậu, tôi thấy cậu có vẻ lo lắng điều gì phải không?
Nguyệt Vy, em đi đâu vậy? Nếu như em gặp một người có địa vị và giàu có hơn anh Thiên Ân, liệu anh ta có kết cục giống như anh không? Chẳng có ý nghĩa gì hết. Chúng ta yêu nhau và em không yêu anh nữa. Trong tình yêu, chỉ cần một trong hai người không có tình cảm thì tình yêu đó coi như kết thúc. Mà kết thúc thì nên quăng bỏ. Anh hiểu chứ? Anh sẽ ngăn cản em, không cho phép em đến với Thiên Ân. Anh sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu. Em hiểu anh quá rõ mà. Anh không phải là loại người như vậy. Anh sẽ không bao giờ làm được điều đó với em, bởi vì anh rất yêu em. Em sai rồi. Anh sẽ có cách để em thôn chị anh. Anh có cách sao? Em đã lên giường với anh thì anh tự tin nói là em thuộc về anh. Chị đã nằm to rồi. Em làm cái gì vậy? Chẳng phải anh vừa muốn làm chuyện này sao? Anh có thể làm gì em thì làm. Anh sẽ không bao giờ ngăn cản được ý định của em đâu. Hôm nay anh đi làm sớm vậy hả? Đã lớn tuổi rồi, không ngủ nhiều được nữa. Không biết đến chừng nào anh mới được uống cà phê cho em pha. Ngày mai là họ về rồi đó. Dạ. Anh hy vọng là họ sẽ làm lành với nhau giống như là mong muốn của em vậy. Anh thật lòng mong vậy mà. Mấy ngày hôm nay em kiềm chế dữ lắm á, em mới không nhắc tới anh Minh Kiên trước mặt anh á. Nhưng hôm nay anh là người chủ động nhắc trước, nên anh là người phá vỡ lời hứa chứ không phải là em đâu nha. Dạ, anh cũng có báo ghen vậy sao? Còn không nữa hả? Em có nghĩ như vậy cũng không sao hết, anh hiểu mà. Nhưng mà anh nghĩ nếu hai người không còn duyên phận với nhau nữa thì em cũng đừng buồn lòng làm gì. Tình yêu không thể gượng ép được. Dạ. Wow, tới giờ làm việc rồi. Giờ làm việc mà cứ nghĩ tới chuyện yêu đương hoài, coi chừng cho nghỉ việc đó. Anh đi họp nha. Anh đi trước nghe, gặp lại sau. Dạ. Yeah. Quả thật em vẫn là em. Nếu như ai khác
thì không ai dám đặt chân vào chùa đâu. Đức Phật không phải là người trần tục đâu em. Giờ em cũng muốn chơi trò gì nữa? Chẳng lẽ em cũng tin vào những thứ đạt được cho thành tâm cầu nguyện sao? Em cầu xin Đức Phật hãy làm cho anh biến mất khỏi cuộc đời em. Cho tới bây giờ, chỉ còn tâm nguyện này là em chưa làm được. Cho dù trái đất có bị hủy diệt, em cũng không quan tâm. Nhưng ngày nào còn anh lãng vãng qua cuộc đời em, thì em đã chán ngán vô cùng. Em hy vọng là anh và cái máy quay phim đáng ghét của anh biến khỏi mắt em ngay lập tức, được không? Cảm ơn em. Ta cho anh chết cùng với chiếc máy quay phim của anh. Cô Nguyệt Vy ơi! Cô Nguyệt Vy ơi! Cô Nguyệt Vy ơi! Cô Nguyệt Vy! Có thấy Minh Kiên ở đâu không? Sao anh lại tới chỗ tôi tìm Minh Kiên? Tôi không thấy Minh Kiên ở đâu hết. Máy quay cũng biến mất luôn. Quần áo cũng không có luôn. Mọi người đi tìm khắp nơi từ nãy giờ mà không thấy. Bỏ đi luôn hả? Trời, ông ta gan thiệt á. Anh thấy phục anh ta ghê luôn á. Nhưng mà ảnh đâu có phải là người vô trách nhiệm đâu. Ảnh hiền quá mà. Em thấy kiểu này chắc là Nguyệt Vy đã khích bác ảnh rồi á. Vậy thì sau này ảnh sẽ như thế nào chứ? Sao cuộc đời lại bất công quá vậy? Người hiền lành á, cứ phải bị tổn thương mãi sao? Lỡ có gì rắc rối xảy ra thì ảnh phải biết xoay sở làm sao chứ. Nhưng mà anh biết ảnh là ai không? Ảnh là ai vậy? Anh cũng muốn biết lắm á. Thì anh Minh Kiên ở phòng quay phim đó. Hả? Anh Minh Kiên ở phòng quay phim hả? Ừ. Nhưng mà trước giờ anh với Nguyệt Vy vẫn hẹn hò với nhau mà. Chà, hai người đó cũng kín miệng thiệt ha. Không ai mà nghĩ là họ quen nhau đâu. Anh nghĩ trong công ty của mình á, bây giờ cũng có khá nhiều cặp như vậy đó. Anh không hiểu tại sao là phải giấu giếm nhau chứ. Em ghét nhất là lúc anh như vậy đó. Ở đây là công ty, anh làm gì lỡ mọi người trông thấy thì sao? Anh xin lỗi em, mai mốt á anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Anh còn chưa hiểu ý em nữa hả? Đi lên sân thượng đi. Mình kia mất tích luôn sao? Dạ. Biết làm gì được, chỉ mong anh ta không gặp chuyện gì thôi. Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Em cũng không biết nữa. Anh thích thì đành chịu. Ban giám đốc nói sao anh? Bằng bất cứ giá nào cũng phải có được tin tức của Minh Kiên. Em có gì phải ra ngoài một lát. Trước khi đi Long Hải, em đã từng nói anh đừng tốn công vô ích mà. Nguyệt Vy, muốn cái gì nữa đây? Sao Vy có thể tàn nhẫn với anh bên kia như vậy chứ? Lo lắng cho ảnh chứ gì? Thì đi ra ngoài tìm đi. Nếu mà thương ảnh quá thì ra ngoài Long Hải mà đưa ảnh về. Đừng hỏi tôi tại sao, vì tôi và anh Minh Kiên đã chia tay nhau lâu lắm rồi. Sao? Vì anh Thiên Ân mà không dám ra Long Hải để tìm Minh Kiên về hả? Càng ngày Vy càng quá đáng á. Tôi đã nói rõ ràng tình cảm với tôi và anh Minh Kiên không còn gì nữa. Khi yêu nhau tôi đã dâng hiến cho anh ấy tất cả. Bây giờ giữa tôi và anh Minh Kiên đã chính thức chia tay nhau. Tôi chỉ muốn nhắc lại thôi. Nhờ Vy làm ơn nói với anh ta giùm. Vy giỏi. Bây giờ ngược lại, tôi rất vui mừng vì hai người đã chia tay nhau. Anh Minh Kiên yêu Vy đúng là bất hạnh á. Cái đó thì nên nói với Minh Kiên mới đúng. Cái tát lúc nãy là tôi nhịn cậu. Đừng có
đường nước rồi làm tới. Dì à, mọi người ở trong công ty đang đi tìm anh. Dì yên tâm đi, đừng có lo lắng quá. Người Phi còn ở công ty không? Dạ, cô ấy về rồi. Chi, chị định đi đâu vậy? Chi à? Chi, chị muốn đi đâu vậy dì? Cô mặc kệ gì, buông tay dì ra. Chi, chị bình tĩnh lại đi dì. Alo. Chào chị Nguyệt Vy. Ai vậy? Chị ơi, em có mấy tấm hình muốn bán cho chị nè. Hình gì? Hình đám cưới chị với anh Dũng Liều đó. Alo. Alo. Ai đó? Từ khi chồng tao qua đời, mười mấy năm nay tao nuôi nó một mình lớn lên. Nó muốn gì tao cũng ráng làm bằng được cho nó. Vậy mà mày nói mày không cần tới nó nữa. Mày biết mình làm như vậy là nó đau khổ như thế nào không? Bây giờ tao cũng giống như mày vậy. Tao không còn sợ gì nữa. Mày đã làm cho con trai tao trở thành người bất hồng như vậy, tao cũng không thiết sống nữa đâu. Tao sẽ chết chung với mày. Tôi sẽ giết chúng với mày. Đừng mà chị. Chị bình tĩnh lại đi mà. Đừng mà. Tôi sẽ không đi tìm đâu. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì hả? Tôi nói là tôi sẽ không đi tìm. Ai muốn đi tìm cứ đi tìm đi. Nhất quyết tôi sẽ không đi. Tôi không hiểu anh ta. Nhưng tại vì bác, tại vì bác ghét tôi, cho nên tôi mới quyết tâm có được anh ấy bằng mọi giá. Để trêu ngươi bác, và để chọc tức Nhật Vy đó. Chị sao chị? Chuyện này là sao vậy? Có chuyện gì mà làm ầm ĩ vậy? Bác ơi. Nguyệt Vy à, con có sao không? Ông chết ra. Ra đây. Làm cái gì? Ra đây. Buông ra. Ra đây. Buông ra đi mà. Đừng đi mà. Buông ra. Chị đừng mà chị. Ông không. Tại ông không. Chị tức chết đi. Tại sao ông lại dắt cái loại người đó về đây để mẹ con tôi trở nên như thế này hả? Bà bình tâm lại đi bà. Nhật Vy, đưa dì về nhà đi con. Dì à, về với con đi dì. Kiên ơi, con đang ở đâu hả con?
con ơi.